Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu rằng tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, hoặc có người lại nói đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào cần. Nhưng tất cả chúng đều mang ý nghĩa rằng một người có thể trở thành đại phú đại quý hay không là do ông trời đã định, chúng ta không có cách nào có thể thay đổi được. Trong khi đó, một người muốn trở thành tiểu phú, tức là người có cuộc sống khá giả, thì cần có nỗ lực cá nhân, cần kiệm mà thành. Hay ta tạm hiểu rằng, trong mình có cái gì thì dù hiện tại chưa như ý, nhưng sau này mình cũng sẽ được hưởng mà thôi. Ngược lại, trong mình không có, thì dù có cưỡng cầu cũng không có ích gì. Mệnh là một khái niệm vô cùng quan trọng trong văn hóa truyền thống. Người xưa phần lớn đều kính thiền tín mệnh, cho rằng sống chết có số, phú quý do trời. Trong mệnh chỉ có 8 phần đấu gạo, thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đấu. Ví như ai có số trung lưu, do có phước tích từ kiếp trước, nên dù thế nào cũng không đến nỗi nghèo đói. Nếu họ gặp phải vấn đề sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên bản thân dù cố gắng hết sức, thì cũng chỉ ở mức no đủ, không thể lên đến đại phú. Còn người số nghèo thì có thể dùng ý chí để cải thiện số mệnh, nhưng khi cố gắng thì hay gặp trắc trở, không thuận lợi như những người khác, cứ hay lận đận, mà không làm thì không trông chờ được có nhiều sự giúp đỡ. Cố gắng hết sức thì cũng chỉ dừng ở mức tiểu phú. Còn người nào có số đại phú, họ thường được đưa tới những cơ hội để không ngừng vươn lên, tiền bạc cứ thế đổ về, họ muốn ngừng làm việc cũng không được. Thế nên thông qua câu nói này, người xưa muốn răn dạy chúng ta rằng hiện tại của ta dù thế nào cũng không quá quan trọng. Chưa giàu thì đừng vội buồn sầu, mà đang sung sướng cũng đừng vội kiêu căng. Dù bạn là ai cũng cứ sống cần kiệm liêm chính, cứ làm tốt việc của mình là đủ rồi, cái gì là của mình rồi sẽ đến. Muốn giàu nhỏ cần tiết kiệm trước đã. Cổ nhân có câu rằng tiểu phú do kiệm, tức là giàu nhỏ do tiết kiệm. Tiết kiệm là của cải của người nghèo, là trí tuệ của người giàu. Tiết kiệm là nghệ thuật sắp xếp hợp lý của cải để trở thành các triệu phú tỷ phú. Tiết kiệm nhưng đừng thái quá tới mức hà tiện. Từ thời xa xưa ở Sài Gòn đã phổ biến câu nói ăn mày tàu, là vì đi ăn xin ở đâu thì đi, nhưng không thể vào khu người Hoa ở chợ lớn để xin được, là vì người Hoa tuyệt đối không cho tiền người đi ăn xin. Với người Hoa, cái gì cần xài không sợ tốn kém, cái gì lãng phí khó mà móc được hầu bao của họ. Tướng quân Quan Trọng cũng từng khuyên vua, bệ hạ nên cho dân nghèo cái cần câu hơn là cho con cá. Đối với cộng đồng người Hoa sinh sống tại Việt Nam hay với các quốc gia nào khác, họ đều mang theo tinh hoa của triết lý này để thi thố làm ăn nơi xứ lạ quê người. Nhiều câu châm ngôn trong cuộc sống và kinh doanh mà người Hoa nào cũng thuộc lòng và nhắc nhở cho nhau, như buôn ngô buôn tàu không giàu bằng buôn hà tiện, hay biển rộng mặc biển thuyền chèo có ngăn. Không thể phủ nhận tính cần và kiệm của người Hoa. Hai chữ cần kiệm không chỉ có ý nghĩa triết lý xuông, mà nó đã trở thành triết lý kinh doanh của người Hoa trong mọi thời đại. Vào các thập niên đầu và giữa thế kỷ 20, có nhiều tấm gương làm giàu này đã trở thành giai thoại từ cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn. Chuyện kể rằng Quách Đàm và chú Hòa xuất thân từ nghèo khó, cuộc sống của họ chỉ dựa vào gánh ve chai, nhưng do cần kiệm miệt mài làm việc mà họ trở thành đại phú gia thời ấy. Nghèo mà tiết kiệm cũng sẽ giàu. Tại Mỹ, nhiều triệu phú phất lên nhờ các hoạt động đầu tư kinh doanh, nhưng cũng không ít triệu phú nhờ vào tiết kiệm. Khi một tờ báo Mỹ đăng tin về một triệu phú, thì nhiều người bất ngờ vì ông chỉ là quản lý của một khách sạn với mức lương không lấy gì làm cao. Vậy đâu là bí quyết của ông? Đó là nhờ vào tiết kiệm. Ông cố gắng chi tiêu ở mức tối thiểu. Số tiền còn dư, ông gửi ngân hàng, cứ lãi mẹ để lãi con, tích tiểu thành đại, và ông đã trở thành triệu phú. Tất nhiên, cách tiết kiệm của ông chỉ có thể áp dụng được ở Mỹ và một số nước mà lạm phát thấp. Chứ tại những nước có lạm phát cao chẳng hạn, thì tiền gửi của ông vô hình chung sẽ bị bốc hơi dần dần theo năm tháng. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc tiết kiệm không chỉ vì đó mà mất đi, còn việc sử dụng tiền tiết kiệm ở Việt Nam như thế nào thì mỗi người sẽ có một kinh nghiệm riêng và chúng ta đã chia sẻ ở những bài viết trước. Giàu mà lãng phí thì sẽ nghèo. Trái ngược với người đàn ông quản lý khách sạn trên là một người đàn ông tài năng ở Canada. Với 3 tấm bằng tiến sĩ trong tay, tài năng xuất chúng, được nhiều tập đoàn lớn trọng vọng
và hàng năm số tiền ông kiếm được gấp vài chục lần người đàn ông tiết kiệm nói trên. Ông kiếm tiền giỏi và tiêu tiền còn giỏi hơn. Hàng năm ông cùng với hết bạn gái này đến bạn gái khác đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Không đến Thái Lan cưỡi voi rừng rậm thì cũng phiêu bạt ở các nước châu Phi, rồi những kỳ nghỉ với những người tình lãng mạn ở châu Âu. Hơn 50 tuổi, ông đã trải qua mấy chục cuộc hôn nhân và những người đẹp kia đã đẩy ông đến bờ cảnh tùng quẫn. Giờ đây ông đang phải làm lại từ đầu. Nghĩ lại những chuyện xưa, ông chỉ biết trách mình sao không tiết kiệm, không có những kế hoạch tài chính cho tương lai để phải lâm vào tình cảnh như bây giờ. Đại phú nhờ mình chăm chỉ tích lũy. Muốn làm ăn phát đạt cần phải có số mệnh tốt và thời cơ thuận lợi. Tuy nhiên, để có thể nắm bắt được cơ hội đó, bạn còn phải phụ thuộc vào sự tích lũy thường ngày của bản thân. Ví dụ như nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ, chỉ nhờ vào một bộ phim thì đã trở nên nổi tiếng. Nhiều người nói rằng đây là số mệnh, vì cô ấy may mắn có được vai diễn hay, kịch bản hay nên mới có thể thành danh như ngày nay. Trên thực tế trước đó, Trương Tiểu Phỉ vốn không được nhiều người biết đến cho lắm. Dù tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đã đóng nhiều vai diễn phim truyền hình, nhưng cô vẫn mãi như tảng băng chìm trong ngần ấy năm. Trong làng giải trí ngày nay, hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, ngoại hình của Trương Tiểu Phỉ dù không quá xinh đẹp, nhưng cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong lĩnh vực hài kịch. Thông qua từng vai diễn nhỏ mà trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, cuối cùng đột phá giới hạn của bản thân, có thể nói chính là loại tinh thần chiến đấu đến cùng với cuộc đời này đã tích lũy nên thành công hiện tại của cô. Cơ hội chỉ ủng hộ những người có tư duy chuẩn bị sẵn sàng, đại phú nhờ mệnh, nhưng khi vận may đến không phải ai cũng có thể nắm bắt được nó. Khi bạn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, tích lũy và chăm chỉ làm việc, thì khi cơ hội đến, chắc chắn những người có sự chuẩn bị trước như bạn sẽ được ông trời thiên vị hơn là những người không có nỗ lực phấn đấu. Thay đổi nhận thức. Có câu bạn không bao giờ có thể kiếm được nhiều tiền hơn những gì bạn biết. Điều này là tất nhiên. Mỗi xu bạn kiếm được là sự hiện thực hóa nhận thức của bạn về thế giới. Mỗi xu bạn mất đi là do sự thiếu hiểu biết của bạn về thế giới. Vì vậy, ngoài sự cần cù, nếu muốn phát đạt, bạn còn cần phải dựa vào một số kỹ năng. Hãy bồi dưỡng cho bản thân những kỹ năng kiến thức tương xứng với mức độ giàu có mà bạn muốn. Tìm hiểu thêm về nguồn nhân lực không ngừng đáp ứng nhu cầu của thời đại và kinh tế. Điều quan trọng hơn cả là phải thử, phải phá vỡ vùng an toàn hiện có. Chỉ có mạnh dạn làm thử thì mới có nhiều cơ hội hơn nữa xuất hiện trước mắt bạn. Trong quá trình này, thất bại chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng đừng quá đặt nặng sự thất bại. Cũng đừng ép bản thân phải làm những việc mà mình không thể. Tài năng của con người có rất nhiều mặt, nên hãy tìm đúng hướng đi riêng của mình mà lao vào. Như vậy thì mới có thể làm ít ăn to. Ai cũng muốn giàu có, nhưng rất ít người làm được những điều trên, vì ai cũng có tính lười biếng, đều muốn sống thoải mái, không dám đấu tranh và thử những điều mới lạ hơn, lại còn hay sợ thất bại và rủi ro. Vì vậy, xã hội rất công bằng, ai chịu hy sinh thì sẽ có cơ hội, ai chăm chỉ sẽ thành công nhanh hơn. Đức Phật đã nói rằng, thực chứng hơn nhiều so với mọi lời dạy, cho nên dù có nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đàm bình trên giấy mà thôi. Có hàng ngàn con đường dẫn đến thành công, và con đường của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, hãy đi theo lối riêng của chính mình, bạn nhé. Vận mệnh của con người tuy là trời định, là đã được định sẵn từ trước, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Đạo gia Trung Quốc đã có cách nói, ngã mệnh tài ngã bất tài thiên, ý nói rằng, mệnh của ta do ta chứ không do trời. Tức là con người có thể thông qua cố gắng sau này của mình thì có thể tiến hành thay đổi được vận mệnh ở một mức độ nhất định. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu sự cố gắng của con người là mù quáng, không đúng đắn thì không thể thay đổi được vận mệnh mà trái lại càng làm cho nó tệ hơn mà thôi. Vậy nên dưới tình huống thông thường, mọi người thường chỉ có thể làm hết bổn phận của con người và nghe theo mệnh trời, nhưng tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên. Hết thảy các loại biểu hiện của vận mệnh con người, bao gồm họa và phúc, trắc trở hay suôn sẻ, giàu và nghèo, cát và hung, thọ mệnh, không có một điều gì là không phải kết quả của nhân quả báo ứng. Vì vậy, vận mệnh của con người là dựa theo thiên lý hay quy luật của vũ trụ mà đưa ra an bài.
Bởi vậy, nếu con người muốn thay đổi những điều không tốt trong vận mệnh của mình, thì cần phải tuân theo quy tắc, quy luật của vũ trụ, trọng đức hành thiện, gắng sức sửa chữa sai lầm trước đây, tránh làm điều ác. Bởi vì đạo của trời là ban thưởng cho cái thiện và trừng phạt cái ác. Đây chính là tu luyện truyền thống, tu luyện mới có thể thay đổi vận mệnh. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.